giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Và tất cả phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng xin chia đến đạo tràng pháp hội, và cầu mong quý vị tùy hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy ạ. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin dâng mít trở lại cho ngài Trí Đức để ngài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn trên đức tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào chư thiện nam tín nữ thiện hữu tri thức. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức tam bảo Ratanatayasawanda Mỹ. Bụt thù ma hệ sì ở hằng tất thà các tù lộ của tâm mùa sắp bắc các rù vi chệ thất cù lộ cá sa sa thà chánh đã đồng mất phù quý độ hoành đà mất hành tầng nó ra phù trên này giác tầng Như Lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sinh bằng thoát ly phiền não trói chăng tối chủ trí năng vô lượng từ để ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ phần đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ giác tá sát sát thu nô lô ca nó mạnh thái sá quý nà ca rô cô sát bình nhu vứt thọc bất đi phù thí sanh nhá tù hoàng đà mất hành tầng nó ra phù. Trên này giác tầng pháp bảo với những anh vàng như lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm đạt chúng sinh đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sông cô quý số thô số cát tá sát sa quá cô xích kha số ta mô quá ra thầm mất xích kha cô niên đa với sân sa đi a na đá rô quá rô hoành đa mất hình tầng nó ra phù. Cha này gia cần tăng bảo thiên văn Phật đà một môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa tiểu pháp phàm nhẫn ai bì. Con xin lãnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tình át tế giá tê chè, nát xích khà mê ê tú quát, thanh năng tác xà bí a nú khoa quê, nát xa hạ xà dê. Nát xích chạch tú, cầu xin tâm bảo uy linh, cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh, hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ơn đức tam bảo đâu. Trước khi bước vào chương trình học về câu Phật ngôn 311 ha, thì cũng có một duyên sự. Tức là Hòa Thượng Trì Giới, một vị cao tăng, một bậc tôn túc trưởng lão cao niên của Phật giáo Nam truyền chúng ta. Ngài có thế danh là Võ Dinh. Ngài đã an nhiên thị tịch lúc 12 giờ 5 phút ngày 21 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày mùng 1 tháng 5 năm Canh Tý Phật lịch 2564 tại Giả Lê, Thừa Thiên, Huế. Chủ thế là 106 tuổi, hạ lạp là 48 hạ. Kính thông báo đến quý chư đại đức tăng, quý cô tu nữ và chư thiện nam tín nữ gần xa được rõ. Và lễ viếng bắt đầu lúc 8 giờ ngày 2 tháng 5 năm Canh Tý, tức là ngày 22 tháng 6 năm 2020. Lễ di quan lúc 7 giờ ngày 5 tháng 6 năm Canh Tý. Linh cữu thì được quàn tại Tư Gia và an táng tại Nghĩa Trang Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Huế, Thừa Thiên, Huế.
Đại lão Hòa thượng Trì Giới là một bậc tôn túc trưởng lão, và ngài đã đi để lại cho chúng ta một sự tiếc thương. Vậy thì đạo tràng của chúng ta khi được cái thông báo này thì cũng nên có những giây phút tri ân và tưởng niệm đến giác linh của cố đại lão hòa thượng, ngưỡng mong cố đại lão sẽ siêu sanh về nhàn cảnh, và đó là duyên sự mà chúng ta dành ra chừng khoảng nửa tiếng để hướng tâm về cố đại lão hòa thượng ha. Mong quý vị hoan hỷ. Rất tiếc là cố đại lão hòa thượng về thăm quê nhà và mất tại tư nhà, cho nên chư tăng và Phật tử chỉ hướng tâm chứ ở tại túc ngộ Huế thì quá xa. Mong quý vị cũng bỏ một chút thời gian chúng ta hướng nguyện ha. Rồi. Nam mô Bố Thí Gia, đạo tràng Phật giáo Nam Truyền thành tâm nguyện cầu giác linh cố trưởng lão Trì Giới từ trần vào lúc 11:50 ngày 21 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày mùng 1 tháng 5 năm Canh Tý. Thế danh của ngài là Võ Dinh, sinh năm 1914, hưởng thượng thọ là 106 tuổi. Đạo tràng chúng ta quyết tâm hướng nguyện giác linh cố đại lão hòa thượng được siêu sanh về nơi nhàn cảnh. Và bây giờ quý vị cùng chúng tôi chắp tay ha, hướng nguyện để có một cái sự cung kính đối với một vị trưởng lão. Mong quý vị hoan hỷ ha. 106 tuổi quá tốt ha. Còn nếu là năm này là 6 hay sao? Rồi quan hỷ huynh sơn xuồng. Đạo tràng Phật giáo Nam Truyền nhất tâm hướng về cố đại lão hòa thượng Trì Giới, thế danh là Võ Dinh, sinh năm 1914, hướng thọ 106 tuổi, một dạ chí thành sấm sanh đệ phẩm hoa quả hương đăng cúng dường ba ngôi tam bảo, nhất tâm siêu độ cố đại lão hòa thượng Trì Giới, thế danh là Võ Dinh, được thừa ân tam bảo vãng sanh cảnh giới an lạc. Ngưỡng mong ân trên tam bảo thùy từ tiếp độ giác linh, ngưỡng mong mười phương chư Phật thùy từ tiếp độ giác linh. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Phật Bảo, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Pháp Bảo, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Tăng Bảo. Cội Bồ Đề Trang Nghiêm Thiền Tịnh, Thắng Thiên Ma Vạn Chướng Trùng Trùng, con xin lạy Đấng Đại Hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàng Phật hiện, ở tương lai vô lượng Phật thành, hiện tiền chư Phật độ sanh, con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu. Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, đức ân thiện thể cao dày, bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm. Vô thượng sĩ pháp thân tịnh diệu, bậc trượng phu điều ngự độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành, Phật đà toàn giác thế tôn trong đời. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo độ sanh, Bồ đề tâm nguyện viên thành từ đấy. Gieo năm vóc trần vĩ sám hối, những lỗi lầm tham vọng mê si,
Quý sinh Phật bảo chứng tri, con hành tinh tấn viễn ly lão phiền. Bác thanh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê, nương thuyền bát nhã quay về, ba tòa tạng bảo bồ đề tự tâm. Từ quá khứ vô vàng diệu pháp, ở tương lai vô lượng pháp màu, hiện tiền Phật pháp thâm sâu, thuyền từ phương tiện bắt cầu độ sanh. Pháp vi diệu cha lành kéo dài, lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền, vượt thời gian chứng vô biên, sắc na đại ngộ hoặc nhân liễu tường. Đạo vô thường đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngộ vọng trần, trí nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tình lạc pháp ân nhiệm màu. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an hòa. Quy y pháp bảo bao la, minh tâm viễn tánh, thắng ma não phiền. Gieo năm vóc vô biên sám hối, những lỗi lầm do ái dục sinh, cuối sinh pháp bảo chứng minh, con hành chánh đạo tâm linh quay về. Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành. Lục căn tịnh lặng vô sanh, ứng cũng cao thượng phước lành thế gian. Từ quá khứ vô vàng tăng chúng, ở tương lai vô lượng thánh hiền, hiện tiền tăng bảo phước điền, con xin kính lễ gieo duyên niết bàn. Bậc diệu hạnh thinh văn thích tử, bậc trực hạnh pháp lưỡi thiền gia, bậc như lý hạnh tăng già, bậc chánh hạnh dưới tòa thế tôn, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niệm, thỉnh chúng vô thượng phước điền thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thân, tự giác tha giác nguyện hành từ đây. Gieo năm vóc tội rầy tâm sám, những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng, cuối xin chư thánh hiền tăng, con hằng tinh tấn tham sân đoạn lìa. Cuối đầu đảnh lễ từ ân, bảo tháp xá lợi kim thân Phật Đà, bồ đề khắp cõi ta bà, nhất tâm tỉnh hương hoa cúng dường. Ba tòa thanh tịnh bồ đề, mười phương thiên chúng hội về nghe kinh. Pháp màu diệt tận vô minh, pháp màu cứu khổ sinh linh vạn loài. Kính thỉnh hàng thiên chúng dục giới và sắc giới, ở đỉnh núi hang động hoặc cung điện trên không. Kính thỉnh hàng địa tiên nơi hải đảo châu quận, cây cao hoặc rừng rộng trong nhà hoặc ruộng vườn. Kính thỉnh thần dạ xoa, càng thất bà long vương, bậc có tâm hiền thiện ở dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng hiện đang trú không xa. Xin quan tập đạo tràng để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Môn Ni, khai thị độ chúng sinh. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm. Lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Vạn pháp do nhân sinh, nhân diệt vạn pháp diệt, Đức Phật Đại Sa Môn hằng giáo huấn như vậy. Kinh Vô Ngã Tướng. Như vậy ta nghe, một thời Thế Tôn ngự tại vương Lộc Giả gần thành Varanasi. Đức Phật giảng cho năm vị kiều trần như nghe như vậy. Này các tỳ kheo, sắc uẩn là vô ngã, không phải là của ta. Này các tỳ kheo, nếu sắc uẩn thật là của ta, thì uẩn ấy sẽ không bị đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói xin cho sắc uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, sắc uẩn thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng không phải là của ta. Này các tỳ kheo, nếu các uẩn ấy thật là của ta thì chúng cũng không bị đau khổ. Là nữa, người đời có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia.
Này các tỳ kheo, các uẩn ấy thật là vô ngã, nên hằng bị đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, các ngươi cho sắc uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc uẩn là vô thường. Vật chi vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các tỳ kheo, các ngươi cho thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, các uẩn ấy là vô thường. Vật chi vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các tỳ kheo, cho nên sắc uẩn nào, dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thủ thắng, gần hoặc xa, sắc uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí đúng theo thực tướng như vậy. Đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các tỳ kheo, thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn nào, dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thủ thắng, gần hoặc xa, các uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí đúng theo thực tướng như vậy. Đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các tỳ kheo, bậc thinh văn được nghe và thấy như thế rồi, liền sinh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Do nhàm chán vì ấy ly tham, do ly tham tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, vì ấy chứng đắc tuệ giải thoát và biết rõ sự sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm và không còn tái sanh nữa. Đức Phật thuyết giảng như vậy, năm vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Khi Đức Phật giảng dạy kinh này, thì tâm của năm vị tỳ kheo được giải thoát các vi tế phiền não, không còn chấp thủ nữa. Kinh quán niệm. Pháp nào có tên gọi là vô thường, là pháp có trạng thái biến hoại không ngừng. Pháp nào có tên gọi là khổ não, là pháp có trạng thái sầu đau khổ lụy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã, là pháp có trạng thái không phải là của ta. Pháp ấy chẳng phải để riêng cho những người trong một xóm làng, một thị trấn, một gia tộc. Pháp ấy để chung cho tất cả thế gian và thiên giới. Tất cả chúng sanh sẽ phải vĩnh biệt khỏi đời, vì sinh mạng của tất cả chúng sinh chỉ có sự chết là nơi cuối cùng. Tất cả chúng sanh đều phải chiêu cảm nghiệp duyên của mình đã tạo rồi đi thọ sinh trong kiếp sau. Chúng sanh nào tạo nghiệp dữ phải chịu khổ trong các khổ cảnh. Chúng sanh nào tạo nghiệp lành được tin vào cõi an lạc. Cho nên người đời cần phải kịp thời tạo nhiều phước đức làm của tùy thân trong kiếp sau, vì phước đức là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh trong đời vị lai. Sự sống của chúng sinh thật là ngắn ngủi, sự già hằng đưa đến sự chết. Trên lộ trình sinh tử ấy, chúng sinh hoàn toàn bất lực. Nếu người đời thấy rõ sự chết là điều đáng lo sợ, thì nên tạo nhiều công đức, vì mọi phúc lạc đều bắt nguồn từ những công đức ấy. Các pháp hữu vi thật không bền vững, có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, với các pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Kinh hồi hướng vong linh. Vua Bimbisara nằm mộng
thấy thân nhân bị khổ quả đói lạnh, đến bạch hỏi Thế Tôn, đức điều ngự bi mẫn chỉ dạy cách tạo phước hồi hưởng các vong linh thoát ly mọi khổ ách. Các thân nhân quá vãng thường để nhà quyến thuộc đứng ngoài cửa, ngoài vách, ngã đường hay cổng thành trông chờ hưởng phước thí, nhưng vì kém phước duyên hương linh bị quên lãng. Thân nhân tạo phước lành do công đức bố thí nên phát nguyện bằng lời: nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Những thân nhân quá vãng văn tập các đạo tràng nhận được phước hồi hưởng, thường thốt lời cảm kích mong ân nhân của mình được trường thọ phúc lạc. Người đã tạo công đức chắc chắn được quả lành. Trong cõi chúng sanh khổ không có các sinh kế trồng trọt hoặc chăn nuôi, bán buôn hay trao đổi. Chúng sanh cảnh giới này hằng mong đợi phước báo do thân nhân hồi hưởng. Như nước trên gò cao chảy xuống vùng đất thấp, phước lành đã hồi hưởng có diệu năng cứu khổ. Như trong sông tuôn chảy đều hướng về đại dương, nguyện công đức đã tạo thấu đến chư hương linh. Khi người nhớ ơn trước do tình nghĩa thân bằng, do tương duyên quyến thuộc, hãy cúng dường trai tăng hồi hưởng phước đã tạo. Sự khổ sầu thương cảm trước tử biệt sinh ly không có lợi ích gì cho thân nhân quá vãng. Cách trai tăng hợp đạo gọi Dakkhina Dana, cúng dường vô phân biệt đến đại chúng tăng già, bậc phạm hạnh giới đức, bậc vô thượng phước điền, được vô lượng công đức là thắng duyên tế độ hương linh trong cảnh khổ, do thiền sự đã làm, do hồi hướng đa nguyện, do tăng lực đã cầu, xin tự thành phúc quả. Kinh Duyên Sinh. Bởi không từng diệu đế, hữu tình tạo nghiệp duyên, chính vô minh nguồn cội, nguyên nhân tạo nên hành. Từ hành vi thiện ác, gieo chủng thức tái sanh, như vậy chính do hành, kiếp sanh thức tập khởi. Thức chủng tử đầu đời, tạo hiện hữu thân tâm, bởi do ý nghĩa này, gọi thức duyên danh sắc. Vật chất và tâm thức biến hiện sáu giác quan, như vậy do danh sắc lục nhập được hiện thành. Sáu giác quan năng động tiếp xúc sáu cảnh trần, như vậy do nhập hiện tượng xúc khởi sanh. Sáu căn gặp sáu cảnh khổ lạc giả phát sanh, như vậy do duyên xúc cảm thọ được tạo thành. Khổ lạc ưu hỷ xả nhân sanh mọi chấp trước, như vậy chính cảm thọ duyên tạo nên ai dục tham muốn nên dính mắc, dục lạc cột mê tâm nên gọi nhân ái dục là duyên sanh chấp thủ. Khi tâm trần hề lụy biến hiện muôn sở hành, như vậy do chấp thủ tác động hữu khởi sanh. Có tạo tác có quả, có chủng tử luân hồi, như vậy do duyên hữu sanh quả được hiện thành. Có thân hẳn phải già, có sanh ắt phải diệt, chính do ý nghĩa này gọi sanh duyên lão tử. Cũng chính do duyên sanh sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ uẩn này được hiện thành tập khởi. Vô minh diệt, hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt danh sắc diệt, danh sắc diệt lục chập diệt, lục nhập diệt xúc diệt, xúc diệt cảm thọ diệt, cảm thọ diệt ái diệt, ái diệt chấp thủ diệt, chấp thủ diệt hữu diệt, hữu diệt nên diệt, sanh diệt lão tử diệt. Sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ uẩn này không hình thành tập khởi. Kệ Khuyến Phu. Việc trần thế khuyên ai phải ngẫm, danh mà chi, lợi lẫm mà chi. Bà công danh một nước có ra gì, mùi phú quý vần mấy tan hợp. Sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu chỉ hưởng một đời. Lệ tử sanh đeo đuổi kiếp người, thân tứ đại lấy đâu làm chắc. Kìa sinh tử thấy liền trước mắt, nắm cô phần đã thị thiếu niên nhân. Tấm thân này vốn thật giả thân, nay còn đỏ, mai chưa chắc được. Phần nấu bệnh, nỗi già, thuốc phược,
sống trên đời, sống được bao lâu, mới mày sanh, kế đã bắt đầu, rồi đã đến quang thâu một nấm. Ôi, tam thốn khi tại thiên năng dục, nhất đáng vô thường, vạn sự hưu. Muôn việc đều nương tất hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng dứt. Nào sự nghiệp, thân nhân, tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Sanh giả không, hề tử giả không. Đời vật chất hết mong tồn tại, rồi tử sinh luân hồi mãi mãi. Nổi trôi theo bể khổ trầm luôn, gẫm ngắn thay định được vô thường. Khuyên nhân thế tầm đường giải thoát, nếu chí nguyện thanh cao mong đạt, cần hướng theo giáo pháp Phật Đà, giúp một lòng tự giác giác tha, hành bậc chánh hướng về đạo quả. Kiếp thức tỉnh mê đồ buông xả, thôi đắm say huyễn hóa hồng trần, đi não phiền Phật cảnh cao đăng, thành chánh quả vô sanh bất diệt. Kinh giải thoát di giáo. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp, gọi là người thành tín, sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp. Không làm điều ác, thành tựu hành lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy. Nhẫn nại pháp tiêu hủy tối thượng không gì bằng, niết bàn quả tối thượng, chư Phật dạy như vậy. Xuất gia không hiềm hận sa môn, không hại người, không phỉ báng kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên trú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Nhẫn nại pháp căn bản hầu hết các hạnh lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Nhẫn nại có khả năng bứng gốc rễ tội ác và đoạn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy, là năng lực người trí đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo, có khả năng tác thành mọi an vui phúc lạc. Người hành tu nhẫn nại là người có bản lành, được phúc lộc uy danh, thường tự thành an lạc. Ta người đều lợi ích, nhân loại và chư thiên đều thương mến hộ trì. Người hành pháp nhẫn nại bản kiếp sanh thiên giới, chống đắc quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng kim ngôn di giáo, là người đã cúng dường Đức Phật cách cao thượng. Nguyện cầu tám hướng mười phương, chúng sinh muôn loại hãy thường an vui, dứt trừ oan trái nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan. Hại nhau chỉ chút lầm than, mê si điên đảo vô vàng lệ châu, chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đức dài, nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn, dứt trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh đi. Nguyện cầu tam bảo chứng tri, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng Phật giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc xa gần, hiện tiền quả bản trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp duy thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền giúp cho, thể đều hữu phước cam lồ, đạo căn bất thối tâm vô khổ sầu. Lời vàng chư Phật thâm sâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thái bình. Con cùng Phật giới chúng sinh đồng nương chánh pháp quang minh chân truyền, tín tâm dưới vạn một niềm buông bồi phúc huệ gieo duyên niết bàn. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, vơi đi phiền não khổ Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, vơi đi phiền não khổ Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, vơi đi phiền não khổ Phật đạo được viên thành. Qua lễ cầu siêu hướng về Đại Lão Hòa Thượng trì giới, đến đây xin được kết thúc.
Mời sư Nhật Quỳnh thay mặt đạo tràng hồi hướng công đức ạ. Sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh hồi hướng quả phước mà chúng ta đã tạo được. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, kính dân giác linh phước này, siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, kính dân giác linh phước này, siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, kính dân giác linh phước này, siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, bây giờ thì con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi trở lại đạo tràng để cho chúng con học bài ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 312. Với câu Phật ngôn này, trước tiên chúng ta phân tích, rồi chúng ta sẽ đi vào tự vấn và chúng ta ôn lại. Xong sẽ tìm hiểu ý nghĩa của câu Phật ngôn này nói lên cái vấn đề gì ha. Rồi bây giờ cũng như thường lệ một lần hai câu sau khi phân tích xong chúng ta ôn lại, rồi hai câu kế tiếp chúng ta phân tích xong ôn lại, tức là nguyên một bài thế này chúng ta phải đọc trước, đọc cho nó thông. Và khi đó chúng ta mới tìm hiểu ý nghĩa từ vựng sau ha. Tức là quý vị phân tích từng câu, từng câu. Khi phân tích hai câu xong thì quý vị gom lại văn kinh chí si thi lần si thi lần cầm bằng sân kỳ lít thần chết dân quá tầng. Tức là quý vị phân tích từng câu một ha. Sau khi phân tích hai câu thì quý vị ôn lại văn kinh chi si thi lần cầm bằng sân kỳ lít thần cha dần qua tầng. Rồi câu 3 xong tới câu 4 xong quý vị ôn lại sân cá sa rằng prom ma cha ri dần na tầng hồ ti ma hấp pha lần, tức là đọc liền luôn một lần hai câu ha. Bây giờ chúng ta đọc trước rồi quý vị nghe cái âm giọng đó. Rồi quý vị cố gắng phân tích ha. Dân kinh chi si thi lần cầm bằng sần ký lít thần chá dần quá tầng. Rất mừng cho chúng ta là câu 2 trường âm nó nằm cuối câu, cho nên đọc tới câu số 2 chúng ta mệt nghỉ thoải mái ha. Chứ không phải nếu mà đoạn âm thì chúng ta không nên dừng ha. Đọc lại hai câu một lần ha. Dân kinh chi si thi lần cầm bằng sần ký lít thần cha dần quá tầng. Rồi câu 3, câu 4. Sần ca sa rằng phòng ma cha li dần na tầng hồ ti ma hấp pha lần. Sần ca sa rằng phòng ma cha li dần na tầng hồ ti ma hấp pha lần. Rồi khi mà phân tích xong như vậy, quý vị ôn hai câu xong, đọc thêm một lần nữa cho nó chạy chữ. Dân kinh chí sĩ thị lăng cầm măng sẵn ký lý thần chế dần qua tầng sẵn cát xa răng prom ma chá lị dần na tầng hồ ti ma hấp pha lăng. Quý vị hơi dài mà kệ hay quá, thì bây giờ đọc một hơi cho nó thông luôn ha. Dân kinh chế sĩ thiệt lần cầm bằng sân kế lý thần chế dần quá tầng sân cá xa rằng prom ma cha lý dần na tầng hồ ti ma hấp pha lần. Rồi
Bây giờ vị nào xung phong đưa tay lên Phật tích. Alo, tự nhiên. Chứ không có nhờ người ta dắt dùng đâu à. Rồi, xích kem ha, mình ăn liền, được. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sư, ở trên, ở Việt Nam, sư có bao nhiêu ông sư sống trên 100 tuổi vậy sư? Con hỏi sư trả lời cho con nghe sư. Còn sư năm nay được 82 tuổi rồi sư. Con cũng mong cho sư sống 100 tuổi, hơn 100 tuổi đi. Rồi, con bắt đầu xin phân tích theo kiểu mới của sư đó. Kinh Pháp Cú câu 312. Văn chinh chi xí lý lăng khăm măng sân khích lý thằng trái dần quá trăng. Ô, quên nữa. Đọc hai câu rồi phân tích không sư, chứ không phải đọc hết 4 câu rồi phân tích, rồi còn đọc lại. Văn kinh chí xí lý lăng khăm măng sân ký lý thằng trái dần quá trăng. Văn là trường âm thông, đọc theo giọng nguyên âm. Kinh là trường âm nhắn. Chí xí thí là 3 đoạn âm. Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khâm là trường âm nhắn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sân ký lít thăng trái văn quá tăng. Sân là trường âm nhắn, ký là đoạn âm, lít là trường âm nhắn, thanh là trường âm nhắn, chá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Văn kinh chí xí thí lăng khâm măng sân ký lích thành trái văn quá răng ở quá tăng. Giờ đọc hai câu cô 3 và cô 4. Sân khát xa răng rằm ma ca rí văn na tăng hồ tí ma hấp pha lăng. Sân là trường âm nhắn, khát là trường âm nhắn, xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rằm là trường âm nhắn, má chá rí là 3 đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná tăng hồ tí má hấp pha lăng, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hồ là trường âm thông thường, tí là tí má là 2 đoạn âm, hấp là trường âm nhắn, pha là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang khát sa rằng rằm ma ca rí na tăng hồ tí ma háp pha lăng. Và con đọc lại 4 câu hết luôn, từ câu 1 đến câu số 4 là 4 câu. Văn kinh chí xí thí lăng khăm măng sang khí lích thăng trái văn quá tăng. Sang khát sa rằng rằm ma ca rí dặn na tăng hồ tí ma háp pha lăng. Con đọc tiếng Việt Nam luôn người sư, cho nó đủ bộ tâm sên luôn sư. Sống phóng đảng buông lung theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi sau chứng được quả lớn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai xin sư sửa, con xin trả máy lại cho sư. Ủa sao con thấy sư cho con cái bông nãy trên vậy sư? Alo, cho bông là thế nào? Đọc đúng chứ, đọc sai thì cho bông cái gì? Nên đọc không lo đọc, còn là chuyện ngồi huyện không à. Sân ký lít thăng, câu số 2. Chữ này không có tự tin, phân tích sai. Có ai thấy sĩ Kim sai không? Sĩ Su Khá mới vô, mắt nhắm mắt mở cái là cho 3 cái gành bông. Sĩ Kim Nhung cũng vậy, cho mấy gần cành bông cho người ta trèo leo cây hả? Đọc sai vậy mà còn người tặng 3 cành bông. Đó, Sĩ Mê Ta thấy ai trong đạo tràng này cũng nghe hết chứ đâu phải không đâu. Bây giờ còn hít vô thở ra biết mình sống, chứ còn muốn 106 tuổi để làm gì? Trước sau cũng chết, không chết già cũng chết trẻ. Bây giờ cùng hít vô thở ra thì đọc câu Phật ngôn 312 nè. Nhưng mà sân ký lít thăng đọc thì đúng, nhưng mà phân tích sai. Đó, hãy xét lại chỗ này nha. Đó, một người nghĩa là xung phong
Coi như có căn bản này, nhưng mà lên đọc thì đúng, nhưng mà phân tích từ chỗ này thì thấy rằng không có có ổn chút nào hết. Rồi bây giờ Shishuka, xà thủ xin mời. Alo. À, con cảm ơn cô Như Quang, cô Kim Nhung, cô Mita cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con xin đọc và phân tích câu các cú 312. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính nhảy nhảy thượng đạo trí đức cùng chư tôn nước tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin phân tích câu pháp cú số 312. Răng kinh chi si ni năng cầm măng sang ki ni thằng cha răng quá tăng sành cát xa răng giá ma cha di răng na tăng hồ ti ma hap pha lăng. Răng kinh chi si chi răng kinh chi si thi năng cầm măng sang ki ni thằng cha rằng qua tầng sành cát xa đằng ra ma cha di rằng na tầng hồ ti ma ha pha lằng. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kinh là trường âm nhấn, chí là chí xí là hai đoạn âm. Chí xí là hai đoạn âm, thí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, căm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ký là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xanh là trường âm nhấn, cát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá má chá dí là bốn đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, má là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, phá là trường là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại. Răng kinh chí si thi năng cầm măng sang ki ni thằng cha răng qua tăng. Sành cát sa răng giam ma cha di răng la tăng hồ ti ma háp pha lăng. Sống phóng đãng buông lung theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi. Đã sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn? Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sanh ki nít phát cha san san cá sa răng. Dạ, con đã phân tích xong. Dạ, con có phân tích sai đoạn nào xin kính sư sửa sai. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính thỉnh sư lên mic ạ. Alo, 123123. Sư Kim nên nhìn trên màn hình nha, chứ không có nhìn vô sách vở. Khi đã đưa lên màn hình tức là chúng ta cũng đã sửa sai rồi. Đọc theo sách vở làm cái gì?
Để rồi sai rồi cái bây giờ coi như là có ý kiến ý cọ. Sân sân cái lít thân ha, sân cái lít thân chứ không phải như sân cái lít thân chá, không phải vậy đâu. À, rồi sĩ số khá câu số 3, chữ Brahmachari dân, trường âm nhấn chứ không phải đoạn âm ha. Brahmachari dân ha, nhớ ha. Phạm hạnh, chữ phạm hạnh ở đây tức là Brahmachari dân, trường âm nhấn nha. Sĩ số khá nghe chó nó sủa cái giật mình độc chặt ha. Mời sĩ Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc Kinh Pháp Cú, câu 312. Rằng kinh chi si thi lăng căm măng. Răng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Kinh là trường âm nhấn, xí, thí. Chí, xí, thí là ba đoạn âm, lăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, căm là trường âm nhấn, măng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Sằng ki lít thằng cha dạng quá tăng, sam là trường âm nhấn, ký là đoạn âm, lít là trường âm nhấn. Con xin sám hối, sằng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Ký là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Răng kinh chi si thi lăng cầm măng sang ki lít thăng cha dăng quá tăng. Sang ca sa răng Brahmachari dăng. Là trường âm nhấn, là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, râm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, râm là trường âm nhấn, má chá rí là ba đoạn âm, nhăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na tăng hồ ti ma ha pha lăng, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường. Tí, má là hai đoạn âm, háp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang ca sa răng Brahmachari yang nát tăng hồ ti ma ha pha lăng. Yang kinh chi si thi lăng cầm măng sang ki lít. Thằng cha dạng quá tăng sang ca sa răng Brahmachari dạng na tăng hồ ti ma ha pha lăng. Sống phóng đãng buông lung, theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ cảm ơn sư vị Bảo Phước Tài. Dạ. Alo, alo, dạ, thưa sư, cho phép con được phân tích câu Kinh Pháp Cú số 312. Dân kinh chi 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 lăng cầm măng, sang ki lít thăng cha răng quá tăng, dân trường âm nhấn, xin lỗi, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kinh là trường âm nhấn. Chí là đoạn âm, xí là đoạn âm, thí là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên nhân âm, căm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang là trường âm nhấn,
Ký là đoạn âm, lít là trường âm nhấn. Con xin lỗi, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ký là đoạn âm, lít là trường âm nhấn. Trường âm đọc, trường âm nhấn. Ồ. Thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá là đoạn âm. Dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vá là đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dân kinh chi si thi lăng cầm măng sang kỳ lít thằng cha dân qua tăng sang cách xa rằng rằm mát cha ri dân na tăng hù ti ma hấp pha lăng. Sang là trường âm nhấn. Cát là trường âm nhấn. Rá là đoạn âm, xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, râm là trường âm nhấn, má, chá, rí là ba đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tí là đoạn âm, má là đoạn âm, háp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dằng kinh chi thi thi lăng cầm măng sằng ki lít thằng cha dằng quá tăng sằng cát xa rằng rắp rằm ma cha ri dằng na tăng hồ ti ma hấp phá lăng. Dạ con xin hết, xin sư sửa bài cho con. Alo, 123, 123, quý vị còn nghe ha? Đó, Sĩ Kim Nhung đã nói chữ hô là sai rồi. Hô là phải la lớn lên, mà la lớn lên. Hô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, là lớn, là chặt luôn ấy, ha? Chỗ này chữ hô mà sao trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm chỉ lăng là coi là nói trường âm đọc theo giọng nguyên nhân. Trời đất ơi, khổ đế, từ từ, đâu có ai giành micro mình đâu. Từ từ, rồi nó cũng như cứ bình tĩnh. Ru làm chi vậy? Chữ hô mà coi như trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rồi chữ lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên nhân. Cũng vui ha. Hôm nay có loại trường âm đọc theo giọng nguyên nhân. Đấy, sa thủ thí tờ men, viết sai có chữ hô tí, chữ hô đọc vấp. Mình đại diện chắc là cái lẽ phóng tâm chút thôi. Quê không sao. Có vậy mới nhớ, có ấn tượng. Rồi, tiếp tục mời vị khác. Ai đưa tay đây? Thấy bị la cái thấy quê quê hả? Mời Sĩ Kha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Săn Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cho con biết tin. Dạ, con xin trả lời. Văn kinh chi si thi lăng cầm măng sằng ki lít thằng cha dằn quá tành. Văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Kinh là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, chí xí thí là ba đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cầm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sằng ki lít thằng cha dằn quá tằng, sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ký là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Văn kinh chi si thích lần cách con sám hối con đọc lại. Văn kinh chi si thích lần cầm măng sằng ký lít thằng cha dằn quá tằng sằng khá xa rằng rằm ma cha vi dằn na tằng hồ ti ma hấp ba lần. Sằng là trường âm nhấn, khá là trường âm nhấn, xa là đoạn âm, rằm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rằm là trường âm nhấn,
má chá rí là ba đẳng âm, văn là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Na tăng hồ tí ma hấp pha lằng, ná là đoạn âm, tăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Hồ là trường âm thông thường, tí là đoạn, tí má là hai đoạn âm, hấp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, và lăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Sankhas sarang brahmachari yang na tăng hồ tí ma hấp pha lằng. Con xin đọc hết bốn câu. Văn kinh chí si thích lăng cầm măng sằng ký lít thằng cha dằn qua tầng sằng khá xa rằng rầm ma cha ly dằn ná tầng hồ tí ma hấp pha lằng. Dạ con xin trao mít cho vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính định lại Sư Trí Đức, con kính định lại Sư Thanh Tâm ngồi vào đạo tràng. Con chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sư Như Quang và cái đạo tràng cho con biết tín hiệu âm thanh rõ. Con xin đọc và phân tích câu 312. Dân kinh chi si thi lăng khâm măng sằng ký lít thằng cha dằn quá tằng sằng cát sa rầm sằng cát sa rằng rầm ma cha ri dằn na tằng hồ ti ma ha pha lằng. Dạ, con xin phân tích hai câu số một và câu số hai. Dằn là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Kinh là trường âm nhấn. Chí xí thí là ba đoạn âm. Lăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Khâm là trường âm nhấn. Măng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Sang là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Ký là đoạn âm. Lít là trường âm nhấn. Thân là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Chá là đoạn âm. Dân là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Quá là đoạn âm. Tăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con đọc hai mở câu số 1 và số 2. Dân kinh chi si thi lăng khâm măng sằng ký lít thằng cha dằn quá tằng. Dạ, con phân tích câu số 3 và số 4. Sằng là trường âm nhấn, cát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, răng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Brahm là trường âm nhấn, má chá rí là ba đoạn âm, dân là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Ná là đoạn âm, tăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Hô là trường âm thông thường. Tí má là hai đoạn âm. Hấp là trường âm nhấn. Phá là đoạn âm. Lăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. Dân kinh chi si thi lăng khâm măng sằng ký lít thằng cha dằn quá tằng sằng cát sa rằng brahm ma cha ri dằn na tằng hi hồ ti ma ha pha lăng. Dạ, con đã đọc và phân tích xong. Con có sai xin ngài sửa lại giùm con ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Xin mời bàn tay của chiếc lá mùa xuân ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Thanh Tâm và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 312. Văn kinh chí si thi lăng cam măng sam ki lít thằng cha dằn quá tăng quá tầm quá tăng. Văn là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Kinh là trường âm nhấn. Chí xí thí là ba đoạn âm. Lăng là trường âm
đọc theo giọng nguyên âm. Cam là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ký lít, ký là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại hai câu này. Văn kinh chí sĩ khi lần cầm bằng sầm khi lít thằng cha dần quá tầng san. Câu 3, câu 4 là san cát sa rằng brahmachari dần nát tầng hồ tí ma hát pha lần. San là trường âm nhấn, cát san là trường âm nhấn, cát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, brahm là trường âm nhấn, má chá rí là ba đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí má há tí má là hai đoạn âm, hát là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Sang cát sa rằng brahmachari dần nát tầng hồ tí ma hát pha lăng. Sang cát sa rằng brahmachari dần nát tầng hồ tí ma hát pha lăng. Con xin đọc lại bốn câu. Dần kinh chi si thi, dần kinh chi si thi lần cầm bằng sầm ki lít thằng cha dần quá tầng san cá sa rằng rầm ma cha ri dần na tầng hồ tí ma hát pha lần. Dạ con xin xuống bích ạ. Dạ, con xin kính thành lễ sư Trí Đức, kính thành lễ sư Thanh Tâm và kính chào đạo hữu. Con xin đọc và phân tích câu 3 Phật ngôn 312. Văn kinh chí sĩ thí lăng khăm măng sang ký lít thăng chá văn vá thăng. Văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kinh là trường âm nhấn, chí sĩ thí là ba đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, sang là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ký là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, chá là đoạn âm, văng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, vá là đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, văng kinh chí sĩ thí lăng khăm măng tăng ký lít thăng chá văn vá thăng. Con xin đọc và phân tích câu 3, câu 4. San cát xá răng răm má chá rí văn má thăng hồ thí má hát phá lăng. San là trường âm nhấn, cát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, răm là trường âm nhấn, má chá rí là ba đoạn âm, giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí, má là hai đoạn âm, hát là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu Phật ngôn 312. Giang kinh chí sĩ thí lăng khăm măng sang ký lít thăng chá văn vá thăng san cát xá văn
Brahmachari Yang Na Thang Hồ Thí Mahat Phá Lăng. Dạ, con xin sư sửa cho con ạ. Lô, đúng rồi, còn sửa gì nữa? Chẳng qua là thời gian ít, cho nên bây giờ chúng ta đi vào từ vựng ha. Văn kinh chí sĩ thi lăng cầm mần. Câu đầu tiên, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chỉ văn, đây là một đại từ quan hệ do cái từ giá. Và chỉ văn này được chia theo đối các số ít. Đô tỳ gia vị pháp tí e cá quá trần á, cho nên chữ giá biến thành chữ dân. Dân có nghĩa là cái đó. Rồi kinh chí, kinh chí đây cũng là một đại từ thuộc về trung tính hả. Chữ kinh chí là bất cứ cái gì ha. Kinh chí là bất cứ cái gì. Rồi si thi lăng, si thi lăng do cái từ si thi lá. Si thi lá nó cũng nằm trong cái dạng trung tính. Và si thi lá này được chia theo đối các số ít. Đu tỳ gia vị pháp tí e cá quá trần á, cho nên si thi lá biến thành si thi lăng. Si thi lăng là lỏng lẻo, lỏng lẻo. Rồi chữ căm măng, căm măng do cái từ căm má. Căm má là một danh từ trung tính, A-kran-tán-a-pum-sa-ka-linh-ga. Và căm má ở đây cũng được chia theo đối các số ít. Đu tỳ gia vị pháp tí e ca quá trần á, cho nên căm má biến thành căm măng. Căm măng có nghĩa là hành động. Căm măng là hành động. Vậy thì qua câu số 2, để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Sằng ký lít thần gia dần quá tầng. Kinh chí, kinh chí là bất cứ cái gì đó, thấy rồi. Sĩ Nhi Quang đưa lên đó. Vậy mà còn hỏi nữa. Sao cái bài này kiếm chuyện quá Kinh chí có sẵn rồi mà còn hỏi nữa. Rồi bây giờ câu số 2. Sằng ký lít thần gia dần quá tầng. Sằng ký lít thần, sang kỳ lít thần, tiếp cận ngữ sang có nghĩa là cùng, hoàn toàn, tự mình. Kỳ lít thần do cái động từ kỳ lít sạch tí. Kỳ lít sạch tí có nghĩa là ô nhiễm, thối rửa, bất tịnh. Ô nhiễm, thối rửa, bất tịnh. Vậy thì sang kỳ lít thần nó trong cái dạng quá khứ phân từ trung tính. Có ý nghĩa là đã bị cấu uế, đã bị cấu uế. Sân kỳ lít thần rồi chữ cha, cha chắc quý vị biết rồi, còn thắc mắc gì nữa chữ cha này Đây là một liên từ mà chúng ta gặp hoài chỉ hay, hoặc, và. Rồi chỉ dân, chỉ dân do cái đại từ giá là cái đó. Dân là cái đó. Rồi quá tăng do cái từ quá tá. Quá tá là một danh từ trung tính, A-kran-ta-pung-linh-ga. Và chữ quá tá này được chia theo đối các số ít. Đu tỳ gia vị pháp tí e ca quá trần á, cho nên chữ quá tá biến thành quá tăng. Quá tăng là sự thọ trì điều nguyện, sự thọ trì điều nguyện. Như vậy thì câu 1, câu 2 cho chúng ta ý nghĩa thế nào đây? Hành động buông lung, tu tập bị ô nhiễm. Hành động buông lung, tu tập ô nhiễm.
Rồi, giờ qua câu số 3 ha. Câu số 3. Sankassarang Brahmacariyam. Chữ Sankassarang. Sankassarang do từ Sankassara. À, Sankassara đó là một tính từ trung tính ha. Và nó cũng được chia theo đối các số ít Dutiya Vipatthiye Kavacana. Cho nên Sankassara biến thành Sankassarang. Sankassarang là nghi ngờ, nghi hoặc. Nghi ngờ, nghi hoặc. Mà Ngài Hòa Thượng dịch là đáng nghi. À, Sankassarang. Rồi, Brahmacariyam. Đây do hai từ Brahma và Chariyam. Brahma có nghĩa là phạm thiên hay là cao quý hay là phạm hạnh. Phạm thiên, cao quý hay là Brahma. Rồi Chariyam do cái từ Chariya. Chariya chứ. Bởi vì Chariya nó là một danh từ nữ tính. Akranta Ithilinga. Chariya là hành vi đời sống hay là sự thực hành. À, hành vi đời sống hay là sự thực hành. Vậy thì đi chung với chữ Brahma. À, và chữ Chariya này cũng được chia theo đối cách số ít ha. À, nó biến thành Chariyam. Brahmacariyam có nghĩa là phạm hạnh. À, rồi. À, xin như quan mì ăn liền ha, làm lại ha. Vậy thì cái câu số 3 này có nghĩa là phạm hạnh có sự đáng ngờ. Phạm hạnh có sự đáng nghi ngờ. Rồi, bây giờ đến câu số 4. Na tăng hồ tí ma hấp phá lăng. Na tăng hồ tí ma hấp phá lăng. Chữ na. Chữ na có nghĩa là không. Rồi chữ tăng. Na là không. Tăng do cái đại từ tá. À, và chữ tá này được chia theo đối các số ít. À, chữ ta biến thành chữ tăng. Dutiya Vipatthiye Kavacana. Tăng có nghĩa là cái đó, điều đó. Hô tí, động từ hu, căn ngữ hu. À, là thì. Là thì. Rồi chữ cuối cùng Mahapphalang. Mahapphalang. À, do cái từ Maha là to lớn ha. Rồi Phalang do cái từ Phala. Phala là một danh từ trung tính. Akrantanapum Sakalinga. Phala là quả, là trái. À, nhưng mà chữ phá lá ở đây cũng được chia theo đối các số ít Dutiya Vipatthiye Kavacana. Cho nên phá lá biến thành phá lăng. Mahapphalang có nghĩa là quả lớn, sự thành tựu to lớn, cái quả lớn. Vậy thì câu số 4 này ha. À, nó tăng hồ tí Mahapphalang. Điều ấy là không có quả lớn. Điều ấy là không có quả báo lớn. Như vậy, câu Phật ngôn 312 cho chúng ta ý nghĩa. Hành động thì buông lung, tu tập bị ô nhiễm, phạm hạnh có sự đáng ngờ, các điều ấy là không có quả lớn.
hành động thì buông lung, tu tập thì ô nhiễm, phạm hạnh có điều nghi ngờ. Những điều đó là không có quả lớn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức phổ thơ lục bát thế này: một điều dễ dã buông lung, một điều ô nhiễm khởi cùng ác chi, một điều phạm hạnh đáng nghi, lòng chưa vững chắc mong gì tốt hơn. Một điều dễ dã buông lung, một điều ô nhiễm khởi cùng ác chi, một điều phạm hạnh đáng nghi, lòng chưa vững chắc mong gì tốt hơn. Ngài Hòa Thượng Minh Châu, thể thơ Ngũ Ngôn: sống phóng đãng buông lung theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi sao chứng được quả lớn. Sống phóng đãng buông lung theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi sao chứng được quả lớn. Rồi, như vậy là xong cái phần ý nghĩa tự vận ha. Bây giờ chúng ta còn thời gian không bao nhiêu, vừa giọng kinh vừa giọng kệ, ai muốn đọc giọng nào cũng được ha. Phân tích thì quý vị đã phân tích rồi, bây giờ chỉ còn ôn lại để chúng ta nhuần nhuyễn trong những cái từ Pali này ha. Bây giờ chúng tôi đọc cho dân kinh chi si thi lăng cầm măng sang ki lít thần chế dân quá tăng sang ca sa răng pram ma cha ri dân na tăng hồ ti ma hấp pha lăng. Dân kinh chi si thi lăng cầm măng sang ki lít thần chế dân quá tăng Sankasarang Brahmachari Yang Na Tăng Hồ Ti Ma Hấp Pha Lăng. Như vậy trong cách đọc có hai cách. Một là quý vị đọc một hơi ha, đọc một hơi hết bài. Còn hai thì quý vị dừng lại giữa tức là cuối câu số 2 quý vị dừng lại. Quý vị dừng lại thì cái giọng của quý vị có hồn hơn, nó có lực hơn và nghe nó hay hơn, chứ đọc hụt hơi là không tốt ha. Đọc đứt hơi là phải dừng đi luôn. Cho nên quý vị đọc lần hai câu à: dân kinh chi si thi lần cầm măng sằng ki lít thần cha dân quá tăng sằng ca sa răng pram ma cha ri dân na tăng hồ ti ma hấp pha lăng. Rồi, với hai cách đọc ha, quý vị dừng lại cuối câu số 2. Đó là giọng kinh. Bây giờ qua giọng kệ thì quý vị cũng đọc dừng lại câu số 2 ha, đọc một lần hai câu ha. Chứ nếu mà kệ quý vị đọc từng câu một thì nghe nó rời rạc. Cố gắng đi, đọc lần hai câu cho nó oai. Mà đọc hai câu thì quý vị cảm thấy là nó hay hơn là đọc từng câu một. Dẫn kinh chi si thì lăng cầm mong sẵn kê lê thân chà dân hoa tặng sẵn ca sa răng prâm ma cha ri dân na tăng hô tí ma hâm pha lăng. Dẫn kinh chi si thì lăng cầm mong sằng ki lít thần chà dân hoa tăng sằng ca sa răng prâm ma cha ri dân na tăng hô tí ma hấp pha lăng. Thêm lần nữa ha: dẫn kinh chi si thì lăng cầm mong sằng ki lít thần chà dân hoa tăng sẵn ca sa răng prâm ma cha ri dân na tăng hô tí ma hấp pha lăng. Sống phóng đãng buông lung theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi sao chứng được quả lớn. Và bộ nghe kệ hay quá rồi, cứ đưa tay liền ha. Rồi tới luôn.
Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. 1, 2, 3, 4, nhiều người cho con tín hiệu là nghe rõ rồi đó. Tốt quá, tốt quá. Mà mỗi lần có một hai người thôi. Xin cảm ơn quý vị nha. Và bắt đầu đọc. Sư, con thấy bên Miến Điện, sư, cái chữ N dấu chấm với M với sư viết khác, chứ bên đây con thấy lại, con muốn hỏi sư vậy, con muốn làm vậy đó, con hỏi sư vậy đó, con thấy nó khác. Mà lúc mà con hỏi thiền sư Chu Cha Lá, lúc mà sư ấy lên dạy thiền khóa thiền ở năm ngoái năm kia ở Thích Ca Thiền Viện, con cũng hỏi sư ấy, sư nói cười à, con hỏi sư khác, sư cười. Con mắc cười quá rồi, bởi vì con hỏi sư á. Thôi để con đọc đi, để sư nói con mấy chuyện cà kê gì ngọc, nói chuyện ngoại quyện hết giờ, đọc cho lẹ cho rồi. Thôi con đọc nha, con đọc rồi xong sư phải cho bông qua nữa nha. Dạ con xin đọc Kinh Pháp Cú câu 312. Văn kinh chí si thi lăng khâm măng sẵn ký lích thành chá văn quá tăng sẵn khát xa răng rằm má ká rí văn ná tăng hồ tí má hát phá lăng văn kinh chí si lý lăng khâm măng sẵn thiết đích thần cha văn quá tăng sẵn khát ra sẵn khát sa rằng rằm má ca rí văn ná tăng hồ tí má hát phá lăng. Đọc thêm lần đi, không biết con, hình như con thấy con sai gì, con biết lại đọc lại lần đi. Văn kinh chí si lý lăng khâm măng sẵn ký lích thành cha văn quá tăng sằng khát sa rằng rầm ma ca ri dằng na tằng hồ tí ma háp pa lằng dằng kinh si thi thi lăng kham măng sằng kỳ linh thăng cha dằng quá tằng sằng khát sa rằng rầm ma ca ri dằng na tằng hồ tí ma háp pa lằng dằng kinh chi si thi lăng kham măng sằng kỳ linh thăng cha dằng quá tằng sằng khát sa ram ram ma ca ri yang na tăng hô tỳ ma ha pa lăng sống phóng đảng phóng sống phóng đảng buông lung theo giới cấm ô nhiễm sống phạm hạnh đáng nghi sao chứng được quả lớn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trời ơi, con đọc muốn quá cố luôn, sư không cho cái bông nào, chắc có chuyện rầy rà rồi đó. Thôi con xin trả máy lại ạ. Nam mô Bụt Thầy á, dạ sa thú Sích Kim. Con thành kính thánh lễ chư tôn đức, con thành kính thánh lễ ngài Trí Đức Thượng Tọa Thanh Tâm cùng chư tôn đức hiện diện trong bao càng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Như Quang, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn chị Mít Ta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ nãy giờ Nhật Quỳnh lặng hơi sâu mà giờ thấy rung im ru nên Nhật Quỳnh xin được trả bài. Dạ kính mời bằng tay quý vị nha. Trả bài, dạ, cho Nhật Quỳnh trả bài trước ạ. Dạ, cảm ơn Như Quang cho bài học. Văn kinh chi si thi lăng cầm măng sang chi lít thăng chạy văn quá tăng san chát xa răng rằm ma cha ri văn na tăng hộ tì ma hấp hóa lăng. Văn kinh chi si thi lăng cầm măng sang chi lít thăng chạy văn quá tăng san cát sa răng rằm ma cha ri văn na tăng hộ tì ma hấp pha răng. Dạ cảm ơn Thiện Vũ. Sống phóng đảng buông lung theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi sao chứng được quả lớn. Đây là bản chuyện ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Văn kinh chi si thì lặng cầm măng sáng ki lít thăng chà dẫn quá tành gạt xa răng làm ma cha ri văn na tăng hô ti mà hấp pha lăng văn kinh chi si thì lăng cầm măng sẵn ki lít thăng chà dẫn quá tăng sẵn ca xa răng làm ma cha ri văn
Na tăng hô ti mà hấp ha lăng. Một điều giải giải buông lung, một điều ô nhiễm khởi cùng ác tri, một điều phẩm hạnh đáng nghi, lòng chưa vững chắc, mong gì tốt hơn. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và con đọc bài thay ngài cho con. Và sa thủ bằng tay Kim Nhung. Và mời chị Meta và mời tất cả bằng tay quý vị ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mày, Nam mô Sang Khai. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng sư Thanh Tâm và chư Tôn Đức Tăng ni trong đạo tràng. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 312. Văn kinh chí xí thi lăng cầm măng sằng ký lích thằng chá văn quá tăng sằng cát xa rằng brahmachari văn nát tăng hồ tí ma hấp phá lăng. Văn kinh chí xí thi lăng cầm măng sằng ký lích thằng chá văn quá tăng sằng cát xa rằng brahmachari văn nát tăng hồ tí ma hấp phá lăng. Sống phóng đãng buông lung, theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Văn kinh chi si thì lăng căm mặn sẵn kỳ lịch thắng cha văn quả tặng sáng cát xa răng brahmachari văn na tăng hô tê ma hấp pha lăng. Văn kinh chế xê thị lăng căm măng sáng kê lịch tăng cha văn quả tăng sáng cát xa răng brahmachari văn na tăng hô tê ma hấp pha lăng. Một điều dễ giải buông lung, một điều ô nhiễm khởi cùng ác tri, điều phạm hạnh đáng nghi, lòng chưa vững chắc, mong gì tốt hơn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin trả máy lại cho đạo tràng. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính chào các anh chị trong đạo tràng ạ. Con xin trả bài câu Pháp Cú 312. Rằng kinh chi si thi lăng cầm măng sang ki lít thằng gia cha dạng hoa tăng sang ca sa rằng brahmachari dạng na tăng hồ ti ma ha pha lăng. Văn kinh chi si thi lăng cầm măng sang ki lít thằng cha dạng hoa tăng sang ca sa rằng brahmachari dạng na tăng hồ ti ma ha pha lăng. Văn kinh chi si thi lăng cầm măng sang ki thi thăng cha văn hoa tăng sang ca sa răng brahmachari văn na tăng hô ti ma ha pha lăng. Sống phóng đãng buông lung, theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một điều dễ dãi buông lung, một điều ô nhiễm khởi cùng ác tri, một phạm hạnh đáng nghi, lòng chưa vững chắc mong gì tốt hơn, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ, con đã trả bài xong, con xin xuống mic. Cảm ơn chị Như Quang đã post bài. Dạ, kính mời vị kế tiếp ạ.
Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ sư trí đức, dạ, con kính lĩnh lễ sư thanh tâm và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết âm thanh rõ. Con xin trả bài câu pháp cú 312. Yang kin chi si thi lang kham mang sang ki lit thang cha yang wa tang sang ka sarang brahmachari yang na tang ho ti maha pha lang yang kin chi si thi lam pham mang sang ki lit thang cha yang wa tang sang kassarang brahmachari yang na tang ho ti maha pha lang. Sống phóng đãng buông lung theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn? Đó là bản chuyện ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yang kin chi si thi lang kham mang sang ki lit thang cha yang wa tang sang kassarang brahmachari yang na tang ho ti maha pha lang. Một điều dễ dãi buông lung, một điều ô nhiễm khởi cùng ác tri, một điều phạm hạnh đáng nghi, lòng chưa vững chắc mong gì tốt hơn. Đó là bằng chủ ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con thử kể. Dạng kinh chi si thì lắm thâm măng, sẵn khi lít thăng trà dẫn qua tâm. Sẵn cản xa răng brahma cha ri yang, na tăng hô ti mà hạm pha lăng. Dạng kinh chi si thì lắm thâm măng, dạng kinh dằng kinh chi chi si dằng kinh chi si thi lăng thầm mắng sao. Wow, con kể không được, con xin mời thiền vũ lên. Dạ, nam mô Phật Thầy Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, sư thanh tâm. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin trả bài câu pháp cú 312. Yang kinh chí si thí lăng tham mang sang ký lít thăng chá yang vá thăng sang ká xá răng râm ma chá rí yang ná thăng hồ thí ma hát phá lăng. Yang kinh chí si thí lăng tham mang sang ký lít thăng chá yang vá thăng sang ká xá răng Ram Machari Yang Na Thang Hồ Thí Mahat Phá Lăng. Sống phóng đãng buông lung theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, ta chứng được quả lớn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yang Kinh Chí Sĩ Thí Lăng Kham Mang Sang Ký Lít Thăng Cha Yang Vá Thăng Sang Các Sá Răng Ram Machari Yang Na Thang Hồ Thí Mahat Phá Lăng. Một điều dễ dãi buông lung, một điều ô nhiễm khởi cùng ác tri, một điều phạm hạnh đáng nghi, lòng chưa vững chắc mong gì tốt hơn. Hòa Thượng Giới Đức, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin sư sửa cho con ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức. Dạ, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài câu pháp cú 312. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Yang kin chi si thi lăng kham mang sang ki lit thang cha yang wa tang sang kat ras sang kat sarang Brahmachari yang nát hồ ti mahat pha lăng. Dạ, để con đọc lại, con đọc ghi lên. Yang kin chi si thi lăng cầm mang cầm khi lích thằng cha yang quá tầng sang cát xa rằng Brahmachari yang nát tầng hồ ti mahat pha lăng.
Yang kin chi si thi lang cam mang sang kit lit thang cha yang wa tang sang ca sarang brahmachari yang tang ho ti ma tang ho con thiếu chữ na tang ho ti ma ha pa lang yang kin chi si thi lang cam mang sang kết ly thắng cha yang hòa tăng sang ca sarang brahmachari yang na tăng hô ti mahapalang sống phóng đảng buông luôn theo giới cấm ô nhiễm sống phẩm hạnh đáng nghi sao chứng được quả lớn. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một điều dễ dãi buông lung, một điều ô nhiễm khởi cùng ác tri, một điều phạm hạnh đáng nghi, lòng chưa vững chắc, mong gì tốt hơn. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin sám hối, tại vì con đọc 4 lần, lần kia con đọc sai, mời chiếc lá mùa xuân. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con kính hạnh lễ sư Trí Đức, con kính hạnh lễ sư Thanh Tâm. Và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài 32. Yang kin chi si thi lang cam mang sam ki lit thang cha yang wa tang san kasarang from machari yang natang ho ti natang ho Na tăng hồ tí ma pha lăng. Dạ con xin sám hối phần này được rồi. Yang kin chi si thi lăng cam măng sam ki lít thăng cha yang quá tăng san kát sa răng brahm ma cha vi yang na tăng hồ tí ma pha lăng. Sao đọc sai quá đấy. Dạ con xin đọc lại lần nữa. Yang kin chi si thi lăng cam măng sam ki lít hằng cha yang quá tăng san cát sa răng brahm ma cha ri yang na tăng hồ ti ma hấp pha lăng. Sống phóng đảng buông lung theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yang kin chi si thi lăng cam măng sam ki lít thằng cha yang quá tăng san kát sa răng brahm ma cha ri yang na tăng hồ ti ma hát pha lăng. Nhà con xin kể. Yang kin chi si thi lăng cam măng sam ki li thang cha yang wa tam san ka sarang brahmachari yang na tang ho ti ma pha lang. Một điều dễ dãi buông lung, một điều ô nhiễm khởi cùng ác tri, một điều phạm hạnh đáng nghi, lòng chưa vững chắc, mong gì tốt hơn, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Nhà con xin xuống mít. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Ca Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và Sư Thanh Tâm. Con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cho con biết tâm hiệu. Con xin trả bài. Yang kin chi si thích lăng cầm măng sằng khi lít thằng cha yang quá tăng sằng ca sa răng brahm ma cha vi yang na tăng hồ ti ma hấp pha lăng. Yang kin chi si thích lăng cầm măng sằng khi lít thằng cha yang quá tăng sằng ca sa răng brahm ma cha vi yang na tăng hồ ti ma hấp pha lăng. Sống phóng
sống phóng đắng bung lung, theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Văn kinh chi si thi lăng cầm măng, sằng ki lít thằng cha dằn tằng, sằng khá xa rằng brahmachari dằn, na tằng hồ ti ma hấp pha lằng. Một điều dễ giải buông lung, một điều ô nhiễm khởi cùng ác tri, một điều phạm hạnh đáng nghi, lòng chưa vững chắc mong gì tốt hơn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin trả mít cho vị kế. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý tăng cùng quý cô tư nữ và toàn thể đạo tràng ạ. Dạ con xin đọc câu pháp cú 312. Văn kinh chi si thi lăng cầm măng sằng ki lít thằng cha dằn quá tằng sằng ca sa sằng ca sa rằng brahmachari dằn na tằng hồ ti ma hấp pha lăng. Văn kinh chi si thi lăng cầm măng sằng ki lít thằng cha dằn quá tằng sằng ca sa rằng brahmachari dằn na tằng hồ ti ma hấp pha lăng. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu là sống phóng đãng buông lung, theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn. Và bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức, một điều dễ giải buông lung, một điều ô nhiễm khởi cùng ác tri, một điều phạm hạnh đáng nghi, lòng chưa vững chắc mong gì tốt hơn. Dạ con xin xuống mic ạ. Con xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú kính cảm ơn Quỳnh, Nhất Hà. Dạ, cảm ơn Như Quang, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Thai giá, dạ con không còn thấy bàn tay của vị nào. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang. Con thay mặt đạo tràng cùng thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Cảm ơn Kim Nhung. Dạ, con không thấy bàn tay của vị nào nữa. Con cùng thỉnh Ngài trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bích Hà giá. Không rồi. Vậy là Ngài không có trước máy rồi. Dạ xa thủ còn kính nhân bích đến Ngài. Alo 123123. Quý vị rất là tuyệt vời. Giọng kinh, giọng kể nghe hay quá. Nhưng mà quan hệ nhất là huynh Giang Nhất Hà ha. Giang Nhất Hà chỉ có sai có một chỗ à. Nếu mình đọc chỗ này chậm lại một chút nữa là tuyệt vời, không có gì để mà nói ha. Những cái chỗ khó đọc được, nhưng mà chỗ này là coi thường. Sằng cá xa rằng, hai chữ là hai trường âm ha.
hai trường âm nhấn sankasarang, tức là kéo dài chữ cát. Còn huynh Giang Nhất Hà đọc nhanh chỗ này nghe giống như là một đoạn âm chứ không phải là trường âm nhấn. Alo, có còn chút máy không? Huynh Giang Nhất Hà. Sankasarang Brahmachari Yang. Chú ý chỗ đó một chút nữa là huynh thành công. Tức là cả một bài này đọc rất là chuẩn, nhưng mà chỗ này đọc nhanh quá. Sankasarang, chứ không phải là Sankasarang. Thì nếu mà đọc nhanh chỗ này thì chúng ta sẽ nghĩ đó là một đoạn âm thôi. Rồi, sa thú, quý vị tuyệt vời. Bây giờ ôn lại ha. Dân kinh chi si thi lần cầm mằng sần ki li thần cha dân qua tầng sần ca sa rằng prom ma cha ri dân na tầng hồ ti ma hấp tha lần. Dân kinh chi si thi lần cầm mằng sần ki li thần cha dân qua tầng sần ca sa rằng prom ma cha ri dân na tầng hồ ti ma hấp tha lần. Qua hai dòng đọc thì quý vị thấy đọc một hơi ha, dễ bị đứt bóng lắm. Đọc chia ra làm hai, bởi vì câu số 2 cuối câu là trường âm thì chúng ta nghĩ lại đó đi ha. Và nghĩ đó thì chúng ta bảo tồn được hơi sức và cái giọng đọc của chúng ta nghe hay hơn. Cố gắng ha, đừng có đọc nhát gừng. Nhát gừng tức là chúng ta đọc từng câu một. Đọc hai câu mới có ý nghĩa xúc tích. Còn mà đọc mà hai câu mà chúng ta dừng lại thì tự nhiên thấy nó hơi hụt hẫng một chút, nó không có mạnh. Rồi quý vị cố gắng ha, nhưng mà đa số quý vị thành công. Quý vị coi như vượt lên chính mình. Và nhất là cái vấn đề nhận diện mặt chữ, phân tích. Sự phân tích của quý vị để rồi quý vị tự tin đọc, mình biết mình đúng chỗ nào, sai chỗ nào, đó là một điều thành công. Chúng tôi chỉ giao cho quý vị cái cần câu thôi, chứ chúng tôi không có đem cá cho quý vị đâu. Chắc là quý vị phải tự mình đi trên đôi chân của mình. Chúng tôi chỉ là người hướng dẫn và cho quý vị một cái cần câu để quý vị coi như là do sự nhẫn nại của mình, do kinh nghiệm của mình mà quý vị câu được nhiều cá. Đó là quý vị phải tự lực ha. Rồi bây giờ đi vào ý nghĩa của câu Phật ngôn này. Chúng ta còn một câu nữa, 313, mới tới cái duyên sự. Tức là một lần ba câu Phật ngôn cùng một duyên sự. Vậy thì chúng ta hiểu ý nghĩa của câu Phật ngôn này như thế nào? Sống phóng đãng buông lung, tức là đời sống của một con người dễ vui quên mình. Một con người mà sống ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi cũng làm theo. Hoặc là cái khuynh hướng của cuộc sống, mình hùa về đám đông, mình không sống cho chính mình. Cho nên ở đây sống phóng đãng buông lung, tức là một cái đời sống mà mình bị cái trào lưu của xã hội nó cuốn hút. Để rồi coi như người ta đi biểu tình la lối, mình thấy vui quá cũng nhào vô la lối biểu tình, nhưng mình không biết được cái mục đích của biểu tình đó là đem lại sự an vui, hay là sự biểu tình đó là một sự phản động, một sự chống đối. Nhưng mà thấy đông vui là mình nhào vô. Thì chính cái mà mình không làm chủ lấy chính mình, đó là sống phóng đãng buông lung ha. Rồi câu số 2, theo những cái giới cấm ô nhiễm. Giới cấm ô nhiễm là theo cái luật lệ, theo cái phong tục, theo cái tập quán mà người ta gọi là hủ lậu, tức là không thích hợp.
với trào lưu bây giờ. Bây giờ là tân tiến, là hiện đại, thì chúng ta phải sống văn minh. Còn những cái khủ tục xưa bày nay bất chước, ai sao tôi vậy, thì cái đó gọi là giới cấm thú, hay là những cái giới ô nhiễm, nó đem lại phiền não. Những cái điều buộc ràng chúng ta trong khuôn khổ mà chúng ta không thoát ra được, và chúng ta cảm thấy không có an vui giữ những cái điều đó, thì chúng ta được những cái gì? Chẳng được cái gì cả, mà hành thân hoại thể. Ví dụ như khổ hạnh, mình càng lập dị bao nhiêu, mình tạo ra những cái bó buộc, tạo ra những cái nghi thức, tạo ra những cái điều lệ, rồi mình ép mình vô trong đó, để cho người đời người ta thán phục mình, người ta nể trọng mình. Mình đưa ra cần nhiều điều luật như vậy, thì chứng tỏ rằng ở đây trang nghiêm thanh tịnh, ở đây có những cái quy củ rõ ràng. Bước vào đây thì chúng ta sẽ trở thành một người tốt đẹp. Ví dụ những cái trường học mà cái trường nào mà cần kỷ luật nhiều, cần đưa ra nhiều điều luật, đưa ra nhiều cái sự khó khăn, hoặc là những cái trường huấn luyện, tức là thao trường đổ mồ hôi thì chướng trường bớt đổ máu, càng tập luyện bao nhiêu, càng khuôn khổ bao nhiêu, thì nó tạo cho chúng ta có được một cái thân thể tráng kiện. Nhưng mà mồ hôi nước mắt theo cái quy luật đó, nhưng mà rồi ra trận á, thì quý vị thấy chỉ một viên đạn là kết thúc đời sống của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta phải có kinh nghiệm, phải nhanh nhàn, phải thế này thế kia, mà theo nhiều cái điều như vậy thì chúng ta cảm thấy rằng mệt mỏi. Nhưng mà càng mệt mỏi thì sức khỏe chúng ta có ha, nhưng mà rồi sao? Cái chỗ đó có danh tiếng, đó là một trường huấn luyện, đó là một trường học, đó là một nơi tối luyện của người để trở thành những công dân tốt. Hoặc là những cái trường thiền, càng kỷ luật bao nhiêu, càng đặt ra nhiều cái nội quy mà nó nghiêm nhập bao nhiêu, thì người ta nghĩ cái trường thiền đó là một cái nơi đào tạo ra những vị thiền sư theo khuôn khổ. Quý vị thấy trong cái sự tu tập thì cái điều quan trọng là mình tự kiểm soát lấy chính mình, và cái việc làm của tâm để chúng ta được an vui, đó là cái điều quan trọng. Cho nên những cái nghi thức, những cái hình thức, những cái bên ngoài nó làm cho chúng ta coi như bị rối đi, chúng ta không tự giải thoát được, mà cứ chạy theo hình thức để rồi quên chính bản thân mình. Điều quan trọng trong đạo Phật tức là chúng ta hãy nhìn lại chính mình, không nên sống phóng đãng buông lung, không nên dễ vui quên mình, mà chúng ta phải giữ cái giới của tự thân, nó quan trọng hơn là cái giới bên ngoài. Mà cái giới bên ngoài thì thường thường đem lại sự đau khổ, đem lại phiền não. Rồi thứ ba, sống phạm hạnh đáng nghi. Brahma, Brahma là chư thiên, Brahma là cao quý, Brahma là những cái điều mà tuyệt vời. Chariyan là hành động, thì với những cái hành động cao quý, nhưng mà chúng ta chỉ thể hiện trên hình thức gọi là thu thúc cò. Thu thúc cò, quý vị biết con cò là sao không? Con cò nó bộ dáng của nó hiền lành, đứng dưới vũng nước, nó co lên một chân, đứng im lặng như vậy. Đúng rồi, nó đứng một chân, nó im lặng như vậy. Rồi mấy con cá nó thấy, ủa anh này anh tu nè, anh hành cái hành coi như là thu thúc, cho nên đứng một chân, anh co cái chân lên, cái đầu anh dưới vào trong cái cổ,
thấy hiền từ quá, thấy dễ thương quá. Rồi những con cá nó bu lại xung quanh, nó rỉa cái chân anh cò cũng đứng yên. Rồi con này truyền miệng con kia, con cò này nó tu nè, cho nên nó hiền lành như vậy, nó từ bi là như vậy. Rồi khi mà bầy cá nó làm quen với bầy cá xong hả, bầy cá thấy nó cũng hiền từ, đâu có bắt con nào ăn thịt đâu. Càng ngày làm bạn với mấy con cá. Rồi một hôm cái mưu đồ của mình được thể hiện bằng cách con cò đó nó nói với mấy con cá, cái vũng nước này sắp cạn, quý vị cũng sắp chết tới nơi rồi, thôi thì tôi đi đây đi đó, thấy ở bên kia có một cái hào, có hồ rộng lớn, nước trong mồi nhiều, nên là coi như sinh vật rồi bên đó vui vẻ lắm. Nếu mà bạn nào á muốn thì tôi sẽ đưa đi qua bên đó để quý bạn sống một cái đời sống an vui tự tại. Thì mấy con cá nó lần lần nó bò tới bò lui, nó cảm thấy thân quen với con cò này, cho nên nó tin tưởng con cò, nó được, nếu vậy thì lần sau đưa chúng tôi qua cái hồ bên kia. Con cò nó dễ quá mà, tôi có đôi cánh nè, tôi sẽ đưa từng bạn một qua bên cái hồ bên kia để quý vị có được một đời sống an vui. Mấy cá ngày khoái quá, xung phong đi từng con một, và đi không có đường về, đi đâu đi vô bụng của con cò, tức là con cò nó bắt từng con cá một, trong cái sự hy sinh, trong cái sự tình nguyện của những con cá đó, bắt từng con một rồi lên trên một cành cây, mặc sức mà coi như no nê. Thì quý vị thấy sống hoàn hạnh đáng nghi là sống cái hình thức thu thúc cò, để người ta nhìn thấy ô cái vị này đạo mạo nè, cái vị này tu dữ lắm nè, cái vị này có những cái hành vi cử chỉ mà xin lỗi không ai có thể qua mặt được. Rồi người ta sẽ cúng dường, người ta sẽ tôn trọng, lợi đắc cung kính rồi được phát sanh lên. Như trường hợp của ông Bà Hy Giá, ông Bà Hy Giá trên một cái thương thuyền bị chìm do bão tố, và chỉ có một mình ông ta thoát thân thôi. Ông ta đeo trên một cái mảnh ván và gió nó đập tơi tả áo quần, trôi giặt vô trong cảng. Thì bây giờ vô trong cảng không lẽ là lõa lồ đi gặp người ta thì người ta họ sẽ chửi, người ta khinh dễ. Ông ta mới lấy những cái dây, rồi ông ta bệnh lại để ông làm một cái khố ông ta mặc để che thân. Râu ria thì xôn xao, bị bão tố mà, con người thì tơi tả đói meo, ốm yếu mà. Rồi bây giờ ăn mặc coi như là lấy cái dây để mà bệnh lại, làm một cái khố để mà mặc. Thì bây giờ đói quá làm sao, có thực mới vượt được đạo chứ. Rồi nơi bờ biển đó, ông lượm một cái vỏ sò, một vỏ ốc, mà cái vỏ ốc này người ta gọi là bình bát của chư thiên, là một cái vỏ ốc lớn. Ông lau chùi sạch sẽ, ông ôm cái vỏ ốc đó đi vào trong xóm làng đó để xin ăn và để đi khất thực. Thì từ lâu ở địa phương này mình sống bình thường như bao nhiêu người khác. Hôm nay thấy một cái vị mà coi như trang nghiêm đạo mạo, khô tóc, nghĩa là coi như sồn sòn, thân thể thì ốm o, ăn mặc thì khác đời, ôm một cái vỏ ốc mà đi khất thực như vậy, thì người ta nghĩ đây là một vị A-la-hán, một vị thánh xuống tế độ, cứu độ chúng ta ở vùng này. Cho nên họ hoan hỷ quá, cúng dường đủ thứ hết trơn.
mà, nhưng mà với cái hạnh tri túc để được ăn dài dài, tức là mình nhận nhiều quá thì đó là một sự tham lam. Ông ta nhận vừa đủ ăn rồi ông kiếm một cái chỗ thanh vắng dưới gốc cây, ông ngồi xuống thọ thực. Dân chúng ở đó thấy cái hạnh của vị này, ồ, đây là một vị A-la-hán, đây là một vị thánh, và tôn xưng lên cho cái vị đó. Thì cái vị đó được người ta dâng tặng cho mình những cái hồng danh như vậy, những cái cao quý như vậy, thì nhận luôn, mặc dù mình còn tham, sân, si, còn đầy nhóc. Nhưng mà người ta cho thì mình nhận. Và cũng nghiễm nhiên nghĩ rằng mình là một vị A-la-hán tại địa phương đó. Rồi quý vị biết trải qua thời gian, sự cao ngạo, cái tự ngã của mình phát sinh, bởi vì cái tâm còn phàm mà, làm cho cái vị này cái huế nữa ăn tự đắc. Mình là một vị giáo chủ, mình là một vị A-la-hán, ai cũng tôn trọng. Thế là một người bạn là một vị chư thiên, vị này cùng với Ba Hy Giá lúc trước cùng tu chung với nhau. Một vị thì lên cõi trời, còn một vị thì trong cái kiếp người này. Có cái gì mà Sĩ Kim Dung nó ngóng cổ mà nghe hả? Nghe bằng lỗ tai á, nghe bằng cái cổ. Trời đất ơi, thì cục vậy. Rồi cái vị chư thiên kia nghĩ rằng bạn mình tu tập mà sao tà kiến dữ vậy? Càng tu mà sao mà cái ngã càng lớn như vậy, thì bây giờ đâu xứng đáng với cái phạm hạnh của một người tu. Vị đó mà ở trên trời ấy, đi xuống trong đêm khuya, nói nè, này Ba Hy Giá, bây giờ ai cũng xưng mình là ai cũng cho mình là A-la-hán, mà có một người trong đêm khuya mà có một cái giọng nói này Ba Hy Giá, thì anh này tự ái liền. Ai vậy? Ai mà dám gọi tên ta vậy? Cái ngã của anh này. Cái vị chư thiên đó, này Ba Hy Giá, người không phải là A-la-hán, mà người biết được và chỉ dẫn cho người cái cách để mà trở thành một vị A-la-hán đã xuất hiện rồi. Đó là Đức Phật Gotama. Người hãy đi gặp Đức Phật Gotama đi. Cho người mà đưa cái từ ngã của mình lên là một vị A-la-hán là người thất bại rồi. Ta là bạn của người trong quá khứ, đã từng tu tập với nhau, ta biết. Rồi anh ấy giật mình, đi tìm Đức Phật. Và đi tìm Đức Phật, Đức Phật chỉ nói có những câu ngắn gọn. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là thọ tưởng. Này Ba Hy Giá, ngươi không phải là những cái đó. Quý vị thấy cái pháp vô ngã, vô hữu ngã, tự xưng mình là A-la-hán, cống cao ngã mạn. Và Đức Phật chỉ rõ rằng chẳng có gì hết, và ông ta chứng đắc. Và thế là kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. 6:32 rồi, bà con ơi, nghỉ ha. Rồi mai gặp nhau tiếp. Bây giờ câu Phật ngôn 312 ha, xin được kết thúc ở đây. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiêu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ rùm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nà sạch cho quá trì nà sô tì vô hô tu sập bạc đà. Do lời chân thật này, kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiên hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Sĩ Hồng Nhật ơi, tức chân của Sĩ Hồng Nhật rồi, đưa bàn tay lên rồi cũng mất cỡ nữa.
vậy ta nghe một thời Thế Tôn ngự tại kỳ thiên tịnh xá cấp cô độc gần thành xá về. Khi đêm gần mà ăn con vi chơi dùng sắc thủ hằng hào quang chiếu diệu kỳ viên sáng tỏa đến nơi Phật ngự đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên cùng kính bạch Phật bằng lời kể rằng chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc hằng tâm cầu mong đợi một đời sống an lành xin